Dạ, chỉ còn không mình ăn nuôi hai đứa này nữa nó cũng hơi có khổ. Dạ. Thành ra nó mới bị bệnh tại chứ nào giờ cũng không có đến đổi nhưng mà nó bị bệnh giờ già không bằng gì có tiền. Là bà mới bị bệnh ha, bà bệnh hả? Tôi cũng bệnh 5 6 năm nay tôi bị bệnh gan mà. Dạ. Nhưng mà điều hồi đó lúc đó thì còn ổng lo cho tôi. Dạ, giờ ông mất rồi. Ông mất rồi thì năm ngoái tới năm nay rồi tôi không có bằng gì có tiền. Bởi vì còn khổ nữa. Bây giờ nó đau rồi tôi phải tốn tiền mà tôi không bằng gì có tiền được. Ồ, chào em. Đây ha bà. Trời ơi, cái ruột móc ra vậy đó ha bà. Dạ. Thương quá mà bây giờ bà không có tiền đặng mà lắp vô ha. Bây giờ cũng như gia đình bây giờ thì còn có nhiêu đây một bà nuôi hai cháu rồi tôi cũng không có mạnh gì có tiền Dạ, nhà. như bây giờ thì ăn nhờ hộp cơm với con rể rể kêu nó về đây nó ở chứ nó có chồng nó ra riêng nó ở riêng tư rồi Dạ. nhưng mà giờ thì nó về đây thì nó chỉ lo cho mình ăn cơm thôi chứ nó Cho cũng ăn đâu cơm có ha. mặn gì có tiền Dạ, nó thương cũng đi quá. bằng mướn không à Rồi tới bây. giờ tôi cũng không có tiền tôi cũng nhờ mấy chú đồ này kia gọi kêu gọi mạnh thường quân giúp cho tôi một số Dạ tiền dạ để dạ. tôi đi mổ lại cho Dạ. mẹ nó cũng bị tâm thần rồi Vậy từ nhỏ ha. tới lớn nữa Chị vậy là chị cũng bị tâm thần ha. Vậy con ừ. mời bà qua bển ha, đây con quay cho quý mạnh thường quân xem rồi đây. À, vâng, kính thưa quý vị, đây là em hiện giờ đang móc cái ruột ra đây quý vị. À, bị bệnh tâm thần nó khổ quá. À, ăn cốc nuốt luôn cái hột quý vị. À, vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đi đồng hành cùng với các cô chú ở ban trị sự xã Vĩnh Bình quý vị. À, hôm nay các cô chú có đi phát quà cho bà con nghèo nơi đây, thì Châu Phú được biết á, tại một cái gia đình của bà Nguyễn Thị Huệ quý vị, gia đình có hai người con bị tâm thần quý vị, rất là thương, thì được chú Sụ làm cho một cái trại nhỏ để cho em ra đây để mà nằm đây ngủ và nghỉ ngơi. À, nên Châu Phú đi đến đây quay lại toàn cảnh và giúp đỡ cho gia đình một số tiền để mà gắn cái ruột lại quý vị. Vì em bị tâm thần không biết ngoài đường ta cho cốc cho gì đó ăn nuốt luôn cái hột quý vị. À, nên phải mổ cái ruột móc ra, bây giờ đợi lành mới nhét vô lại. Không có tiền để nhét vô lại quý vị. Nên Châu Phú quay lại cho quý vị xem. À, mời quý vị và các bạn đồng hành cùng các chú cháu của Châu Phú nhé. Dạ. Em chào Su Huynh nha. Chào chú Phú. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, đây là Su Huynh Sậu. Đã cắt cái trại này để cho em nằm nghỉ ngơi vì em không chịu vào trong nhà tối ngày ngoài đường thôi Su Huynh. Dạ. Em nó có cái bị bệnh tâm thần từ hồi bẩm sinh rồi cho nên bây giờ nó không chịu vô nhà. Cho nên nó nằm cặp mé lộ thấy nguy hiểm quá cho nên làm cái trại để cặp mé lộ đây cho em nó vô nằm nghỉ khi nào là có mưa gió nó cũng bị ấy cái hồi trước nó nằm ở cặp đây là có gì mưa gió nó ướt chân Trước nằm cặp ở đây ha Su Huynh. Cặp đó đó. Dạ 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 Trời ơi thương quá. Đây là Su Huynh Sụ thấy vậy mới cắt một cái trại tiền chế để cho em nằm để che đây này quý vị. Vì em không chịu vào trong nhà ngủ. Thì qua đây Châu Phú mời quý vị và các bác các chú đi chung đồng hành đi vào trong nhà thăm gia đình của em nha chú. Dạ. Rồi em nó nằm ở trên chỗ hàng gia ba nè. À, vâng, kính thưa quý vị, đây là bà Nguyễn Thị Huệ, thì gia đình cũng không có làm ăn gì hết quý vị ơi, bà lớn tuổi rồi. Bà ngoại. Dạ. Đó mẹ ngồi kế bà ngoại, bà mẹ luôn đó. Dạ. Dạ con chào ba. Dạ thưa bà, thì hôm nay con đi đến đây là trước là thăm gia đình mình, thì sau đó cũng nhờ bà chia sẻ cái hoàn cảnh của mình á. Thì con được biết á, là chú Sụ nói gia đình mình ở đây hiện giờ là gặp khó khăn. Thì con có đồng hành cùng với các chú và sư huynh thiện nghĩa nè. Và đó đi đến đây để thăm gia đình và con có hỗ trợ cho bà là một bao gạo. Và một bao gạo là mình để đâu rồi sư huynh? Đâu đây. À, một bao gạo để bển ha. À, vậy ha, à, gạo trong chổng ha. À, và thì con nhờ bà chia sẻ là hiện giờ là bà bao nhiêu tuổi và ở đây là ở đâu bà? Con tôi hả, tôi 66 tuổi rồi mà ở đây là ấp
ấp Vĩnh Hưng. Dạ. Xã Vĩnh Bình. Dạ. Huyện Vĩnh Thạnh. Thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ. Lớn rồi. Lớn rồi. Là nó ngày giờ á bị gì già rồi không còn ai nữa. Con dạ. Gái thì nó có chồng hết rồi. Giờ chỉ còn không mình anh nuôi hai đứa này nữa, nó cũng hơi có khổ. Dạ. Thành ra nó mới bị bệnh tại chứ nào giờ cũng không có đến đổi, nhưng mà nó bị bệnh giờ già không mình gì có tiền hết. Là bà mới bị bệnh ha, bà bệnh hả? Tôi cũng bệnh 5-6 năm nay tôi bị bệnh gan mà. Dạ. Nhưng mà điều hồi đó lúc đó thì còn ổng lo cho tôi. Dạ. Giờ ông mất rồi. Dạ. Ông mất rồi thì năm ngoái tới năm nay rồi tôi không có bằng gì có tiền hết. Bởi vì còn khổ nữa. Bây giờ nó đau rồi tôi phải tốn tiền mà cũng không bằng gì có tiền được. Bây giờ cháu bà là ở ngoài đường rồi người ta cho ăn tầm cái này kia rồi không biết ăn nuốt hột cốc nha. Nó nuốt rồi nó bị đường ruột đó. Dạ. Cũng thì trong khi mà bà đi mổ cái ruột gì đó thì tiền từ đâu có quyên góp xin bà con ở đây cho không bà? Có, ở bệnh viện người ta cũng cho mớ, rồi ở xóm ghiền người ta cũng cho được mớ. Vậy ha. Dạ. Rồi bây giờ hiện giờ bà còn có còn thiếu nợ của ai ở đây không? Thiếu nợ thì thiếu chút đỉnh ha. Vậy ha. Dạ. Cũng bà con hổm gầy cũng đi xin vòng vòng để cho mổ ruột em ha. Dạ. Rồi hiện giờ là cái ruột của em á là con thấy treo một bọc cái bên đó. Dạ. Thì chờ, bây giờ sao không gắn vô bà? Bác sĩ nói giờ cũng như là mình lo cho nó ăn uống cho mạnh, tại vì nó thiếu chất đạm, nó yếu lắm. Dạ. Mổ lần thứ ba nữa là quá trời ta cũng như là ma quá, nó cũng khó chịu cho nó vậy đó. Vậy ha. Mất sức dữ lắm, bởi giờ cũng như nó thiếu máu rồi này kia, vô máu tùm lum hà, rồi thành ra bây giờ bác sĩ kêu về cho ăn uống cho đều đủ đi, cho nó ăn cho nó có sức khỏe lại. Dạ. Là cỡ chừng vài tháng mà, nhưng mà về mới hôm chừng tháng nay hả. Dạ. Yeah. Kêu cho ăn vài tháng đi rồi hả đem xuống bác sĩ sẽ để vô lại cho nó. À, dạ thì thứ ba thì được biết á là hiện giờ á là cháu của bà là nuốt cái hột cốc gì đó. Dạ. Yeah. Thì là móc cái ruột ra, lấy cắt cái ruột để lấy cái hột cốc ra rồi thì không có lắp vô được. Thì con đến đây để mà con quay để mà kêu gọi mà quý mạnh thường quân để mà hỗ trợ. Dạ. Thì qua đây thì bà cũng chia sẻ giùm cho con đó là cái hoàn cảnh của em sao đâu, bà qua dẫn con qua đặng con thăm em. Dạ. Ồ, chào em. Đây ha bà. Dạ. Trời ơi cái ruột móc ra vậy đó ha bà. Dạ. Thương quá, mà bây giờ bà không có tiền đặng mà lắp vô ha. Dạ, bây giờ cũng như gia đình bây giờ thì còn có nhiêu đây, một bà nuôi hai cháu rồi tôi cũng không có mạnh gì có tiền. Dạ, nhà. Nhưng mà bây giờ thì ăn nhờ hộp cơm với con rể. Rể kêu nó về đây nó ở chứ nó có chồng. Nó ra riêng, nó ở riêng tư rồi. Dạ. Nhưng mà giờ thì nó về đây thì nó chỉ lo cho mình ăn cơm thôi chứ nó cũng cơm, có mạnh gì có tiền. Dạ, thương quá. Nó cũng mượn mướn không à. Rồi bây giờ tôi cũng không có tiền, tôi cũng nhờ mấy chú đồ này kia gọi kêu gọi mạnh thường quân giúp cho tôi số tiền để tôi đi mổ lại cho. Dạ. Mẹ nó cũng bị tâm thần rồi, từ nhỏ tới lớn nữa. Chị vậy là chị cũng bị tâm thần ha. Vậy con mời bà qua bển ha, đây con quay cho quý mạnh thường quân xem rồi đây. À, vâng, kính thưa quý vị, đây là em hiện giờ đang móc cái ruột ra đây quý vị. Bị bệnh tâm thần nó khổ quá. À, ăn cốc nuốt luôn cái hột quý vị ơi. Bởi gì? Dạ chào chị nha. Nói có mô Phật được không? Mô Phật. Mô Phật ha, Nam Mô A Di Đà Phật á. Dạ. Thì thưa bà thì chị làm sao cho bà có thể kể cái hoàn cảnh làm sao của cũng chị? Như là hồi nhỏ tới lớn nó bị té dưới sông nhiều lần quá rồi cái nó bị luôn cái nó không có trí nhớ rồi tới bây giờ luôn nó không có biết cái gì chân, nó không có mặn gì được chân. Vậy ha. Rồi. Rồi chỉ bị người ta gạt hay sao ta, mà có em bé bị người ta gạt đó, người ta ở cho có bầu thì đâu được 3-4 tháng gì mới hay ra. Hay ra thì bự quá rồi đâu có dám đi phá được đâu, sợ nó chết nữa thôi để gì đẻ ra nặng nuôi.
cũng suy nghĩ là nuôi nó đặng mà nó nửa lớn rồi nó có khôn nó nuôi lại mẹ nó. Nhưng mà ngờ đâu là nó còn hơn mẹ nó nữa. Dạ, bởi vì khổ. Nó câm, nó không biết nói luôn nữa. Dạ. Rồi chị là nghe mình nói được. Thì như mẹ nó còn biết nói, nó còn biết chút đỉnh, nhưng nói chuyện được chút đỉnh, còn con thì nó câm luôn, nó không biết nói gì luôn. Câm luôn không biết nói ha, khổ. Nhưng mà hiện giờ bà La là cũng nghe ha, bà nói chuyện hiện giờ nè. Có cái nó cũng biết, có cái nó không biết, nó chỉ chỉnh nhìn mình nó cười cười thôi chứ nó không biết gì hết. Dạ, khổ thiệt chứ. Xuống với bác sĩ rồi bác rồi nó mà kêu hỏi nó thôi bác sĩ rồi bác tự bác coi bệnh rồi bác lo đi. Bây giờ bác hỏi nó không có biết gì hết trơn á, rồi hỏi nó làm thinh không à, làm sao mà nó biết được chỉ nói gì. Dạ, thì qua cái video này nè, cái tâm nguyện của bà là sao ha, bà có thể gửi đến quý bà con. Quý bà con giờ cũng chia sẻ cho tôi một mớ đặng mà tôi đi mổ, đặng mà đem cái đó vô cho nó. Chứ giờ nó không biết làm vệ sinh, tự nó làm vệ sinh cũng được mà ngặt nó không biết gì hết. Yeah. Rồi mình cực quá cực rồi. Yeah. Tối ngày rồi ban đêm hôm gì cũng thức canh nó vậy đó. Yeah. Khổ quá thôi, cũng nhờ bà con đồ hỗ trợ cho sinh mớ. Dạ, hỗ trợ đang cho sinh mớ là bà lắp cái ruột đó vô cỡ khoảng bao nhiêu tiền bà? Thì rồi chừng 5-10 triệu thôi, chứ cũng cỡ đó trở lại, tại vì cũng như nó có bảo hiểm, nó cũng không có mà tốn bao nhiêu. Dạ, xin chỉ 5-10 triệu thôi ha. Đặng mà trả tiền thuốc men cho nó. Dạ, dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, bà hôm nay Châu Phú đi đến đây thì gặp cái hoàn cảnh này rất là khó khăn, rất là khổ quý vị ơi. Nên Châu Phú quay lại cho quý vị xem em đang bị bệnh. Thì Châu Phú cũng có trở lại đây một bao gạo quý vị. Dạ, Châu Phú có trở lại đây một bao gạo. Thì con xin gửi cho bà, tặng cho bà một bao gạo. Thì trước mắt đó là con gửi một bao gạo để cho bà lo cho gia đình không có bị thiếu cơm ha. Sau đó con cũng có hỗ trợ cho bà một phần tiền để bà giữ ở đó, để mà cái chi phí và nữa lắp cái ruột của em lại nha bà. Vậy con mời bà ra đây ngồi chung ha. Dạ dạ, để con trao tiền với các chú nè, đi lại đây để thăm nè. Mà qua ra đây. Dạ. Chào các chú. Dạ thì hôm nay con đi đến đây thì các chú cũng đồng hành cùng với con với sư huynh Thiện Nghĩa đó. Các chú có thấy bà thấy cái gia đình này nè, cái hoàn cảnh như thế này nè, các chú có cái cảm nhận như thế nào ha? Dạ. Sao chú? Tôi thì cũng thành viên trong ban trị sự xã Vĩnh Bình. Dạ. Thì thấy hoàn cảnh gia đình này cũng rất là khổ. Dạ. Vì mẹ thì đã bị bệnh tâm thần từ hồi nhỏ, rồi lớn lên bị không biết ai đó gạt, rồi sanh ra đứa con thì nó cũng bị bệnh tâm thần còn hơn mẹ nữa. Dạ. Hai mẹ con bây giờ nương náu với bà ngoại mà sống. Dạ. Dạ thì thấy đây thì hoàn cảnh rất là khổ, thì cũng nhờ những nhà hảo tâm. Dạ. Có lòng từ thiện thì hỗ trợ cho phần nào cho gia đình em đem cái phần cái ruột mẫu của cháu đó. Dạ. Vô cho nó lành mạnh hơn, mà lo vệ sinh tự đá tuổi nó được, mà lo được cho bà ngoại nó đỡ cực chút. Bởi vì chứ giờ cực quá. Dạ. Đáy ỉa gì ra đó chân. Dạ. Khổ. Dạ. Nên tôi cũng rất mong nhỏ tâm gần xa thấy hoàn cảnh này thì cũng hỗ trợ gia đình cho cô Huệ. Cô Huệ. Dạ dạ dạ. Lo cho cháu nó được mạnh lành. Dạ dạ, con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ dạ, chúc sức khỏe luôn. Vâng, sư huynh Thiện Nghĩa, giờ sư huynh thấy đi chung với em bữa nay nè, sư huynh thấy cái hoàn cảnh ở tại ban trị sự Vĩnh Bình này nè, sư huynh thấy như sao? Phật Thiện Nghĩa xin chào tất cả quý đồng đạo kính mến, xin chào khán giả gần xa. Thì hôm nay Thiện Nghĩa cũng về quê thì cũng làm công tác Phật sự với mấy huynh đệ ở đây trong buổi sáng hôm nay, cũng phát quà cho bà con nghèo. Thì cũng nghe nói là ở đây có một cái trường hợp rất là đặc biệt, là có hai trường hợp người bệnh, thì mẹ thì cũng bị bệnh tâm thần, con thì bị câm mà phải nương tựa vào bà ngoại để sống hàng ngày, mà bà ngoại cũng bị bệnh nữa. Cho nên thì nghe nói thì cũng
cùng với Châu Phú cũng như anh Sủ ở đây thì cùng với huynh đệ thì tranh thủ đến thăm để mà coi có kêu gọi đồng đạo bà con gần xa ai có thể là góp được phần nào để giúp cho bà được đỡ phần nào để mà giúp cho cháu đem cái ruột vào để cho cháu được mạnh khỏe hơn, vì bà cũng bớt vất vả. Dạ. Cảm rất là cảm động bà con ơi, ai giúp được thì cố gắng ủng hộ ha. Dạ. Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Thì theo mà cũng như là mình suy nghĩ á, như là chỉ có 5 triệu, 10 triệu thôi, nó không phải là số nhiều. Mà bà con nghèo quá bởi vì mới là cầu mong là xin chỉ là dọn dẹn có 5-10 triệu hết sẽ quên. Thì Nghĩa nghĩ rằng bởi chắc cũng khoảng đủ khoảng đó. Chỉ xin đủ 5-10 triệu thấy không? Bởi vì cái này là ở miền quê có chăn chắc hay sẽ quên. Các chú. Theo như mà chú Phú nghĩ là chắc có lẽ là xin cho dư đi đang dự trù nữa. Lo cho cháu cái lúc mà tại vì cháu thì nó mổ rồi thì mình nghĩ chắc khoảng 5-10 triệu đó thì mới có thể là mà mình đem vô được. Bởi vì thuốc men nữa bà cụ. Cô bà chỉ tính là chỉ xin 10 triệu đem vô thôi, còn nhiêu là đi mượn tiền tiếp. Đó, khổ ghê luôn. Dạ. Tội nghiệp bà cụ. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì sau đây thì Châu Phú đã quay và nhờ các cô chú là nói lên cái nguyện vọng và cái khi mà mình nhìn thấy cái cảnh như thế này rất là xúc động. Rồi qua đây Châu Phú cũng sẽ trao cái phần tiền đó cho bà cụ. Trước tiên thì Châu Phú xin đọc lên cái danh sách quý vị. Thưa bà, thì con trao cho bà số tiền là tổng cộng 3.250.000. Người thứ nhất là Lê Thị Kim Yến 500, thứ hai là chú Phú Việt Kiều 450.000, thứ ba chú Trần Quang Lô 500.000, thứ tư chị Hương công ty may Đức Thành 200, thứ năm chị Kim Nguyễn, còn lại 400.000. Chị Kim Nguyễn ơi, em cho hết luôn nha. Thứ sáu gia đình họ Lê, họ Vũ, họ Nguyễn 500.000 là của cô Bách Hợp. Thứ bảy Tina Nguyễn 500.000, thứ tám là Quỳnh Thiện Nghĩa 200.000. Ủa, Quỳnh Thiện Nghĩa. Quỳnh Thiện Nghĩa. Thứ tám là sư Quỳnh Thiện Nghĩa 200.000 quý vị, là tổng cộng là 3.250.000. Thì Châu Phú trước tiên đi đến đây thì lo cho gia đình của cụ là một bao gạo trị giá là 600.000, nhờ chú Sụ mua giùm quý vị. Nên Châu Phú sẽ chích ra 600.000 gửi cho chú Sụ. Chú Sụ rút giùm con 600.000 nha. Dạ. Kế tiếp thì con còn lại 2.650.000 thì con xin gửi cho cụ. Dạ. Dạ dạ. Rồi số tiền này tôi cũng để dành đây đặng mà. Vậy bà để dành đó. Ha, thì bây giờ là trước tiên á con hỗ trợ đó đó cho bà là 2.650.000. Thì hiện giờ là bà có thiếu hụt gì đó thì cứ mua, thiếu gạo, thiếu đồ ăn gì cứ mua ha, đừng để dành không mà đói. Rồi xong sau đó cái con sẽ kêu gọi thêm để Quý Mạnh Thường Quân sẽ trợ giúp bà một số nữa để bà có thể gắn cái ruột của em vô. Dạ, cũng như số tiền này là rất cảm ơn mấy người Mạnh Thường Quân, nhưng mà cũng để dành lo thuốc men cho nó. Dạ. Chứ giả tỷ như có mình ăn tôi thì con gái nó nuôi tôi được. Dạ. Bởi vì tôi chỉ xin cho nó thôi. Dạ, chỉ xin cho cháu thôi ha. Dạ. Cháu mình anh bà thì các con của bà thì còn nuôi gái được ha. Cũng nuôi được. Chị gái ha. Dạ. Mà có thiếu gì á thì cứ mua đồ ăn ha. Có thiếu cứ mua đồ ăn. Ở đây người ta sẽ hỗ trợ tiếp cho mợ chứ đừng có đi mượn tiền. Già rồi mượn tiền nó không trả. Vì chứ mình sợ mình không có tiền. Mình mượn hỏi mượn trước mà rồi mình có chuyện mình đi mình thì có tiền. Bữa nay có cái duyên lành là gặp Châu Phú thì Châu Phú kêu gọi mấy Mạnh Thường Quân sẽ ủng hộ cho. Chứ bây giờ mình đã không có tiền rồi mà bây giờ mượn tiền nữa rồi lấy tiền đâu ra làm trả. Những cái niệm Phật như bài cầu nguyện Đức Thầy, nguyện Đức Phật để độ cho cháu. Bởi vì nhờ có sư huynh nhắc niệm Phật chứ nhiều khi Châu Phú gói quá cũng quên nhắc nữa. Dạ. Sư huynh đây cắt nữa nè. Bữa nay có mặt ổng nữa nè. Bởi vì sư huynh cũng cắt đây nè ha. Dạ dạ dạ. Dạ. Ta thấy gì
ta cũng từ thiện rồi cho cây tốt. Dạ. À, vâng, thì sau đây bà cụ xúc động nha quý vị. Nhận được có 2.650.000 mà xúc động với bao gạo quý vị ơi. Cái có lẽ cho Phú nghĩ là quý vị cho 20-30 triệu thì chắc khóc xỉu luôn quá. Dạ. Bởi vậy. Dạ. À, thì thưa cụ, thì hôm nay con đến đây thì trước mắt là con gửi trợ duyên cho cụ vậy ha. Rồi sau đó là con cũng xin chúc cho cụ có thật nhiều sức khỏe để lo cho chị và cháu nha. Dạ. Nhưng mà nhớ niệm Phật nha ngoại. Dạ. Phật nhiều nhiều dạ. Cố gắng niệm Phật, nhiều khi á là ốm đau vừa bởi căn tiền. Đó, con nhớ câu của Đức Thầy hay gì có nhiều à. Đó, đó. À, chữ gửi nữa tại vì mình quên khúc đó. Rủi ốm đau bởi tại căn tiền. Dạ. Hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác. Dạ. Cho nên ngoại gắng niệm Phật cầu nguyện cho cháu thường xuyên, nhớ nhờ qua đinh của Phật của Thầy gia hộ. Dạ dạ dạ. Vậy con xin chào và tạm biệt cụ tại đây nha. Chào các dạ, cơ, chú hết trơn nha. Dạ. Rất cảm ơn. Dạ 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 dạ. Xin cảm ơn tất dạ, cả dạ. quý vị. À, vâng, kính thưa quý vị, thì video của Châu Phú đến đây là cũng dài quý vị. Châu Phú xin kính chào và tạm biệt quý vị tại đây. Còn không quên chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé.